Cuộc thi ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 năm 2015 do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức, diễn ra từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2015 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa. 21 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của ba miền Bắc, Trung, Nam cùng giao lưu, gặp gỡ, đua tài tại vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu thân thiện mến khách. Đây còn là dịp để những người làm nghệ thuật trao đổi kinh nghiệm và sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật. Phần thi diễn của các đoàn nghệ thuật sẽ được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào 9 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 9 năm 2015. Kính mời quý vị đón theo dõi.